Xin chào mọi người và nhất là các anh trai tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, 56 tuổi. Đây là video clip em làm về tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các anh. Một trong những cái tuổi mà gặp khá nhiều khó khăn ở trong cái năm Mậu Tuất 2018, với địa chi là lục xung và thiên can là chữ Giáp, nó khắc chữ Mậu. Rất là nhiều điều khó khăn ở trong công việc ở trong năm 2018. Thì bước qua 2019 thì vận hạn nó sẽ tươi sáng hơn và có nhiều điều tốt đẹp. Đó là một cái tín hiệu rất mừng đối với tuổi của các anh. Qua những cái gì mà em tìm hiểu được, em đọc được về tử vi của tuổi của các anh, thì em sẽ tổng hợp lại sơ cái tuổi của các anh đối với cái tử vi nó sẽ ra sao, sau đó mình sẽ ứng dụng vào năm Kỷ Hợi 2019. Thì các anh Giáp Thìn á, sinh năm 1964 á, thì thiên can á, mang chữ Giáp. Thân cương mệnh thì thường có các sao như là Thái Dương nè, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Tướng Hóa và Phá Quân. Nên đa phần là người thông minh, có ý chí tiến thủ rất là rõ ràng, nên thường là về người dám nghĩ dám làm. Cũng như là những người tuổi Thìn khác thì tuổi Thìn của các anh thì lại hướng ngoại nhiều, nhưng mà do là các anh nắm chữ Giáp nên là rất mạnh về cái ý chí chỉ huy. Thường là đi làm cái gì mình cũng muốn là đứng đầu, người lãnh trách nhiệm, rất là ham. Nếu là người làm việc trong quan trường hay là cơ quan hãng xưởng thì các anh rất là dễ nhanh chiếm lấy cái vị trí mà mang tính lãnh đạo, chứ ít có là cái người kế thừa. Có cái người thậm chí là những người tuổi Giáp Thìn thì ở tuổi có các anh thì có khá nhiều những nhà quân sự là làm trong quân đội là tài ba, lãnh đạo khá là ok. Với tuổi và mạng là tương sinh, tuổi Thìn là thổ, mạng là mạng hỏa, là tương sinh, mạng tương sinh tuổi. Cuộc sống thì hoặc là trên con đường mà làm ăn thì gặp cũng khá nhiều cái thuận lợi. Sự nghiệp tương đối dễ thành, tuy nhiên là mang chữ Giáp thì các anh quá lớn mạng, lại Thìn nữa, lại gốc hỏa nữa, cho nên là nóng nảy, đôi lúc là đưa mình vào cái vận thế nó không được tốt đẹp. Lỡ mà êm đềm mọi điều thì không sao, nhưng mà lỡ gặp trục chặt là các anh máu me lắm, các anh muốn thua keo này dở keo khác. Nếu mà giao tiền cho các anh đánh bài thì các anh có bao nhiêu thì thua một, các anh dồn lên 10 thì anh thuận dồn lên 100, đánh hồ trắng tay thì thôi. Đó là cái khuyết điểm lớn nhất của người Giáp Thìn nam mạng. Như đã nói, vốn là các anh là người khôn ngoan, lại toan tính kỹ càng, nhưng mà khi mà quyết định rồi thì hơi cố chấp. Chính người có nhiều người thì nói rằng cố chấp, có nhiều người thì nói rằng đó là cái tính kiên trì, nhưng mà là đôi khi là các anh là toan tính quá kỹ, để mà cái cơ hội nó đi qua mất. Nhưng mà tới hồi mà thấy cơ hội đi qua thì nôn nóng chạy theo, dễ thất bại, đôi lúc bỏ mất nhiều cơ hội tiến xa, tạo sự nghiệp to lớn hơn hiện tại. Tuổi Giáp Thìn là người sống như các anh đã nói rồi, các anh mang tính chỉ huy nên các anh có tính nề nếp, ngăn nắp, dứt khoát, dễ được mọi người tin cậy, cho nên là nhắm được đề bạc ở trong quan trường. Đặc biệt các anh có tài quản lý tổ chức chu đáo, lại thêm ngoại giao khôn khéo. Như đã nói là người tuổi Thìn thì rất là hướng ngoại và ngoại giao rất là khôn khéo, có khả năng thuyết phục. Tất cả những người tuổi Thìn thì đều thích ăn to nói lớn, cho nên là thể hiện cái bản chất lãnh đạo của mình, rất dễ thành công trong vai trò làm chủ, sự nghiệp sẽ tăng vượng nếu như là biết kiềm chế cái bản thân, cái tính nóng nổi của mình một chút xíu. Cuộc đời của tuổi Giáp Thìn có thể nói là tốt số, không khổ nhọc về vật chất, nhưng tinh thần thường vướng bận lo âu do là suy nghĩ nhiều cái toan tính. Càng lớn tuổi thì danh lộc, phúc lộc thì càng tốt. Hiện tại thì ở cái tuổi này thì các anh trải qua cái năm vừa rồi nó xấu, nó có chuyện hao hụt hoặc là tài sản hoặc là công việc một chút xíu. Thì như đã nói thì vận thế thì 10 năm đi lên rồi 10 năm đi xuống, thì phải chấp nhận thôi, chứ không phải nào mà cứ tốt hoài mình lên hoài ai chịu cho nổi ha. Nói vui chứ người Giáp Thìn mà làm phó cho ai
thì coi chừng cái người trưởng nó dễ đi đời. Rồi cái ổng lên ổng làm mà quyền trưởng, rồi cái xong cái ổng lên trưởng, cho nên mà nói thật cho các anh mà ngồi làm khó phó cho ai thì cũng rất là khó khăn ha. Nhanh chóng sẽ chiếm được cái vị trí trưởng mà thôi. Tự nhiên người Tuổi Giáp Thìn rất là tốt số ở cái việc như vậy. Đó là cái tổng hợp sơ khởi, cái bổn mạng, cái tử vi của cái người Tuổi Giáp Thìn. Thì vận vào cái năm 2019 năm Kỷ Hợi thì nó sẽ như sau. Thì như các anh đã biết thì các anh mạng là phúc đăng hỏa, lửa trong đèn á. Mạng hỏa gặp năm mộc là mộc sinh hỏa tương sinh rất tốt, chủ về tất cả mọi việc được thuận lợi, nhất là bổn mạng được tốt đẹp. Tài lộc công việc vì thế mà hanh thông. Tại sao? Tại vì khi mà bổn mạng được tương sinh thì phúc tinh và tài tinh sẽ được hưởng lợi, dễ có mà tiền tài đúng không? Có quý nhân giúp đỡ nếu có việc bất trắc. Địa chi tuổi thìn á, gặp năm này á là bình hòa. Sao á thì là sao thổ tú, các anh bị sao thổ tú chiếu mạng. Mà sao thổ tú là sao? Sao thổ tú á, thì theo mọi người á, theo sách tử vi á, thì nó là rối rắm nạn tai. Gặp sao thổ tú chiếu mạng á, thì dễ bị tai tiếng thị phi, có thể đưa đến tranh chấp, đặc biệt là gia đình rất là dễ bất ổn, công việc làm ăn chính vì vậy là cũng gặp cái sự khó khăn. Thì như đã biết sao thổ tú mà thổ thổ tú thì nó là thuộc hành thổ, thì với người mệnh mạng hỏa của các anh đó, là hỏa sinh thổ là bị sinh xuất, cho nên là chắc chắn là sẽ phải có ảnh hưởng không được tốt đẹp. Tuy nhiên nó cũng không quá nặng đâu, nó chỉ bị ảnh hưởng một phần thôi. Vì tự vì như đã biết đó, thì can kỷ thì thuộc âm, ngũ hành đó, năm nay thì hợp thổ, trung vận là thiếu cung, cho nên là thổ năm nay tương đối là vượng, nạp âm ngũ hành thổ năm nay vượng. Mà mình thì được mộc tương sinh mạng, cho nên là cái sao thổ tú này nó không có gây thật sự là quá nặng nề đối với tụi các anh. Có thể nói cái sao thổ tú là một hung tinh, nó chủ yếu về tai tiếng. Cái sao thổ tú này á, tuy là nó rối rắm rồi này kia á, thì nó lại là nó đem cái, nhưng mà nó nếu mà người mà mang mệnh kim hoặc mệnh thổ thì gặp nó thì cũng không đến nỗi nào, nhưng tuy nhiên là các anh là mệnh hỏa, cho nên là các anh nhớ cẩn thận ha. Cũng có cái chuyện không tốt đẹp, đặc biệt đó là các anh phải cần để ý một tí xíu, đó là vào những cái tháng xung với tuổi của các anh. Nếu mà 6 tháng đầu năm thì có thể nói là tháng 2, tháng 3. Tháng 2 thì bị lục hại, tháng 3 thì là tháng tuổi của các anh. Nhưng mà tháng 3 của năm năm Kỷ Hợi là một tháng tháng mộc, cho nên là bổn mạng cũng không đến nỗi nào, cho nên sẽ hy vọng rằng cứu cứu vớt được cái sự xui rủi. Vận niên á, thì là trương phùng hỏa, tức là vận niên, người ta nói là con heo mà bị quay á, thì nó bất lợi cho mọi toan tính giao dịch. Can thiệp việc gì á, thì việc đó nó sẽ không thành công. Chỉ nên gọi là an phận với những cái việc hiện tại thôi, đừng phát huy. Mình anh nhớ là các anh mới vừa trải qua năm vừa rồi rất là xấu, thì năm nay nó cũng chưa phải là bay lên liền được, nó vẫn còn những cái rắc rối, thì các anh đừng có mà quá manh động. Hạn thì các anh gặp hạn ngũ mộ thì đây là tiểu hạn mà thôi. Người ta nói hạn ngũ mộ thì hay hao tài mất của, sẽ đem đến cái việc đề phòng bị mất cấp. Tuy nhiên là cái này thì tụ của các anh thì nó không có đáng kể ha. Người ta gọi là nếu như mà cái này gặp hạn ngũ mộ thì đừng có nên mà cho ai mượn tiền, mượn tiền khó đòi ha, cẩn thận nha các anh ha. Thiên can á, thì chữ giáp của các anh á, thì nó hợp với chữ kỷ. Mà thiên can thì là cái trụ thiên can á, nó thường nó liên quan đến công việc và tài lộc rất là lớn ở trong cái tử vi. Thiên can giáp mà gặp kỷ là tương sinh, chủ về làm ăn sinh tài lộc, công việc hanh thông, có quý nhân giúp đỡ nếu như gặp chuyện chẳng lành. Rõ ràng là với cái thiên can khá là êm đẹp ha. Địa chi thìn và hợi thì có một số sách gọi là húng niên,
Tuy nhiên là nếu như xét cho kỹ thì nó là bình hòa ha. Chủ về một năm công việc của gia đạo làm ăn về địa chi thì bình thường không có gì quá là khó khăn. Từ vì cái chủ địa chi thì thường là ảnh hưởng đến phần công phần gia đạo và các mối quan hệ ở trong xã hội. Như vậy thì đó là cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các anh. Xét về nhiều mặt thì có sao không tốt nè, vận niên không tốt, mạng thì mình ngon ha, thiên can thì mình ngon. Tuy vậy thì nếu mà xét về tử vi thì tổng thể thì nó có thể nói rằng là 50-50, nhưng mà tốt nhiều hơn xấu. Tại vì mình có được ngũ hợp rồi, bổn mạng được tương sinh, và cái bổn mạng được tương sinh rất là tốt đẹp. Vì sao? Vì nó ảnh hưởng những cái phúc tinh và tài tinh ở bên trong cái cung phúc đức, hoặc là lưu hạn, hoặc là hạn, cũng như là lưu chiếu. Thì như vậy thì bây giờ mình xét xem coi thử cái trong cái cung lưu chiếu, cái cung hạn là các cái phúc tinh tài tinh nó có nhiều hay không, nó có cứu vãn được cái vận niên mà xấu hay không. Thì trước hết là xét về tứ trụ. Thì tứ trụ thì thiên thắng địa hao, thì thiên thắng của tứ trụ đó là ảnh hưởng cho công việc. Thì công việc làm ăn thì ok, mưu sự là tiền hung hậu kiếp. Nếu như với thiên thắng mà thì thắng lợi trong công việc, dễ sinh tài lộc. Tuy nhiên với địa hao là gia đình sẽ sinh rối rắm bất an, gây ảnh hưởng tài lộc. Đây là một năm khá không tốt về cái gia đạo, mưu sự lớn lao coi chừng ảnh hưởng từ gia đạo mà ra, không có thành công ha. Còn xét về mặt tiểu tử vi á, thì tiểu vận của năm 2019 năm Kỷ Hợi đi vào bại địa là bất lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ, đồng thời còn có thể là chiêu cảm các sự chẳng lành do sao hạn xấu gây ra. Đại hạn 10 năm, các anh đang ở trong vấn đề đại hạn là từ năm 55 tới năm 64 tuổi, là những cái năm mà sự nghiệp của các anh nó cầm chừng, không phát huy tác dụng tối đa, gặp nhiều cái sóng gió. Lại gặp cái tiểu hạn của năm là đi vào bại địa nữa, cho nên là quan hệ, nếu mà có quan hệ ngoài luồng sẽ gây ra thị phi tai tiếng. Tiểu hạn năm nay như vậy là các anh phải nên cẩn thận, nhất là phòng bệnh nạn, và gặp phải cái năm mà có thể là không tốt đẹp như thế này. Thấy là tử vi mà như vậy là cũng không ngon ha. Chỉ có tứ trụ thì công việc thì ok. Xét về cung tiểu vận á, thì có thiếu dương ngộ với thiên không, thì công việc làm ăn gặp bất lợi trong quan hệ với đồng sự. Nhưng nếu như mà biết kiềm chế thì cái mình biết hạ bớt mình. Tại vì các anh như đã nói ở trên, thì tính của các anh là rất là lớn, rất là mạnh bạo, rất là nóng nảy, thì biết kiềm chế chút xíu thì cái sự thu thiệt nó cũng sẽ không cao. Hội chiếu thì có tam môn điếu khách, tuế phá. Đây là những cái phá tinh gây hư hại trong công việc cũng như tình cảm. Cuộc sống khó tránh khỏi chuyện buồn phiền trong gia đình, quan hệ làm ăn. Đặc biệt là với quan phủ ngộ kình dương, nên cẩn thận trong giao dịch giấy tờ, có thể dẫn đến đáo tụt đỉnh, dễ sinh tranh chấp. Tuy nhiên là các anh cũng có cái phúc tinh là tam đức, thiên đức, phúc đức và long đức đồng nhập cái hạn, cho nên là vẫn có được cái nhiều cái may mắn. Bản thân của các anh như là nói là vốn là những người có phúc có đức ha, cho nên là có tam đức nhập đồng nhập cung thì cũng có phần nào cứu lại cái sự xấu của những cái như là tam môn điếu khắc tuế phá ha. Với cái tam môn như thế này thì các anh rất dễ có tai đối với cái người mà không phải là quá thân, tự vì nó là điểm khách, không phải là cha mẹ của mình, có thể là chú bác, có thể là gia đạo thôi chứ không phải là gia đình ha. Với tướng quân quốc ấn ngộ triệt thì rõ ràng là đây là những cái ngôi sao tướng quân và quốc ấn là ảnh hưởng đến cái đường danh vọng, nhưng mà bị triệt này nó cắt ngang,
triệt là tốt xấu gì nó cũng quất ngang hết, thì không nên khởi nhiều ham muốn trong công việc làm ăn, sẽ khó thực hiện. À, điều này cũng phù hợp với tâm ý của các anh là thích ăn nhàn, không phải là thích ăn nhàn, ở đây là các anh đã lớn rồi, các anh cũng muốn cái độ an toàn. Rõ ràng là với nếu như các anh nào mà có cái ý định mà muốn phát huy nữa thì em nên khuyên là năm nay không nên làm, với quốc ấn và tướng quân bị triệt ấy này, nó sẽ không có tác dụng đâu ha. Mình muốn vươn lên nữa thì không được gì mà đem được buồn phiền. Hạn thì có trực phù, bệnh phù, quả tú. À, cuộc sống thì sẽ có nhiều rối ren, phiền toái, đặc biệt là dễ ốm đau với bệnh phù mà nhập hạn. À, tiền của sẽ tiêu hao, niềm vui cũng có, những nỗi buồn thì sẽ nhiều hơn. Các anh là đặc biệt cẩn thận, tuy là bổn mạng của năm là tương sinh, các anh sẽ không bị nguy nan về bổn mạng, tuy nhiên là bị suy yếu, bệnh hoạn là chắc chắn là sẽ có. Ha, cung mệnh thì có, như đã nói là có long đức tử quy thì sẽ gặp nhiều chuyện đáng mừng, từ trong danh lộc đến gia đình, có lợi lớn đến bất ngờ. À, tuy là xấu xấu tí hiếu nhưng mà cũng vẫn có tài lộc, không đến nỗi nào ha. Nhìn chung các mặt á, thì năm nay sao hạn các cái phúc tinh và tài tinh đều yếu. À, sao xấu phúc gì phá và bại tinh thì nhiều, cung mệnh thì nhờ có long đức tử vi là hai phúc tinh có khả năng cứu giải tai nạn, biến cái hung họa thành cái niềm vui, thì cũng phần nào giúp các anh chống chọi với cái khó khăn và bế tắc. Tuy nhiên là nhìn chung các mặt là các cái tinh quân ở bên trong là xấu nhiều hơn tốt. À, ở bên ngoài thì mình có cái nhiều tốt nhiều hơn xấu, nhưng mà tinh quân ở bên trong là xấu nhiều hơn tốt. Hy vọng rằng với cái bổn mạng là được tương sinh, mộc sinh hỏa của các anh sẽ giúp các cái phúc tinh và bại tinh nó phát sáng và nó phát huy cái tác dụng tối đa, trong khi phá và bại tinh sẽ bị suy giảm. À, rồi phối hợp với các yếu tố trên đó, đứng về mặt ngũ hành và lượng giải thì năm nay căn năm 2019 căn kỷ thì thuộc âm, ngũ hành thì hợp thổ, trung vận là thiếu cung. À, cho nên là thổ vượng đối với người mà mạng hỏa có phần bất lợi về công việc làm ăn. À, tài lộc tương đối bị suy giảm. Nhờ cái thổ vượng này á sẽ giúp cho sẽ làm cho suy yếu đi cái phần sức khỏe của các anh một chút, dù làm được cái năm là tương sinh về bổn mệnh. À, sao hạn vận niên là đều yếu kém, đây có thể nói là một năm không tốt đẹp đối với các anh trai. À, phải cẩn thận đề phòng bệnh nạn nè, có thể nói đây là năm mà các anh Giáp Thìn 1964 nên vẫn không chưa có cơ hội để phát huy, mới trải qua cái năm 2018 xấu thì năm nay cũng chưa rõ ràng là chưa có gì tốt đẹp cả, cho nên là đừng nôn nóng quá mà hại với tới cái vận thế về sau. Các anh cần phải bình tĩnh và vượt qua năm này một cách an toàn. Đôi khi là cuộc sống của chúng ta là chúng ta phải bảo toàn lực lượng cũng đã làm thành công, thì rõ ràng đây là một năm cũng tiếp tục như thế đối với tuổi của các anh, chứ không phải là một năm thắng lợi gì đâu ha. Cho nên là các anh đừng có mà tự tin mà nôn nóng mà xảy ra, chứ còn giờ tự tin thì chắc không anh nào dám tự tin rồi. 2018 trải qua thì mấy anh Giáp Thìn là vốn tự tin thì cũng phải suy nghĩ lại một chút xíu rồi ha. Các anh nên năm nay các anh nên đi chùa tạo thêm phước đức, thì hy vọng rằng là nó sẽ giúp các anh vượt qua một cách dễ dàng và êm đẹp. Chứ còn nhìn chung các mặt thì rõ ràng là các anh không phải là một năm tốt đẹp cho công việc làm ăn cũng như tài lộc. Còn xét về mặt gia đạo và tình cảm thì tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 với thổ tú chiếu mạng, gia đình tình cảm chắc chắn là sẽ không phải là cái gì đó yên vui tốt đẹp đâu, các anh cần cẩn thận. Đặc biệt với thiên không cư hạn bất lợi trong quan hệ giữa cái các thành viên trong gia đình, kể cả vợ con, vì vậy các anh nên tự kiềm chế bản thân mình, vốn dĩ là nóng nảy hay nói ra những lời mà nó không hay,
thì sẽ dẫn đến cái chuyện mà rất rắc rối cho gia đạo. Đặc biệt đó là các anh là người hướng ngoại, thần mà là hướng ngoại nhiều, cho nên là phải tự biết kiềm chế cái ham muốn của mình, nếu không muốn là xảy ra trục trặc ở trong gia đạo. Đa số thì em như đã nói là người thìn thì tuổi thìn thì hay hướng ngoại, thì như vậy thì cần phải cẩn thận với mộc dục nhập hạn. Các anh đừng nên đòi hỏi quá cao ở những cái người thân của mình mà sinh ra phiền lòng, gây chuyện tranh chấp bất ổn trong gia đình. Nên cẩn thận, đặc biệt là lời nói của các anh ở trong năm này, với cái thổ tú chiếu mạng rất là rối rắm, dễ sinh ra nhiều cái chuyện gây ra ha. Cố gắng kiềm chế bất bản thân mình một chút xíu, vì như đã biết Giáp Thìn các anh rất nóng, nhưng mà trong năm nay nóng là hư một hư đời, cho nên đừng nóng ha, nhẹ nhàng một tí xíu. Tuy nhiên là với hỷ thần nhập hạn thì gia đình của các anh cũng sẽ dễ có song hỷ long ngô ha, cưới gả con gái, thêm cháu, thêm thêm người. Quan hệ bạn bè thì rõ ràng là với cái cá tính của các anh thì gặp năm tương đối xấu nữa thì rất dễ xích mích, cho nên các anh nhớ là cẩn thận, đặc biệt là các anh coi chừng bị lừa gạt, mất mát của cải ha. Rồi, rõ ràng là với những cái sao hạn, với những cái tinh quân ở bên trong như vậy, rõ ràng năm Kỷ Hợi 2019 này các anh giao tiếp bên ngoài càng nhiều thì càng dễ gặp nghịch cảnh, thiên mã ngộ tuyệt là thường đem lại thất bại hoặc gặp chuyện mà trái ích ý nghịch lòng, nhất là những chuyến đi xa không có thành công. Đặc biệt là với cái thổ vượng, cái năm thổ vượng như vậy, thổ cũng sẽ đem về tiền nhưng mà thổ cũng đem về tai, cho nên là tránh đi núi cao, dễ có tai nạn. Còn đối với mà các anh mà đã độc thân thì rõ ràng là cuộc sống của các anh là phóng túng thoải mái, không cần lo nghĩ, nhưng mà tránh những cái mối quan hệ với tay ba ha, dễ ăn đạn ở trong cái năm này lắm, dễ đem đến cái thiệt hại lớn lao cho bản thân mình. Đó là về gia đạo. Còn về mặt sức khỏe thì rõ ràng với những gì đã nói ở trên thì sao bổn mạng là được tương sinh, sức khỏe tương đối là không phải vấn đề chính. Vận thế, vận niên và ngũ hành thì bất lợi. Chính vì vậy là nhiều khi là mình không bị ở bên ngoài, không bị tai nạn, nhưng mà mình lao tâm khổ tứ bằng cách là mình suy nghĩ về cái việc công việc làm ăn thì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của các anh. Cho nên là các anh nên để đặc biệt là cái vùng bụng ha, cái vùng chỗ này của các anh là rất là dễ bị với hàng ngũ ngộ và các sao hạn. Đặc biệt thì các anh nên nhớ là các anh nên đi xa nơi ớt cẩn thận ở cái vùng tuổi cao ha, vì như đã nói ở trên, các anh tuy là lớn mạng có gọi là long đức và phúc đức ở trong mệnh của mình, tuy nhiên đừng có đùa với lửa. Dù sao đi nữa ha thì an toàn vẫn là trên hết. Rõ ràng với cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 báo hiệu rằng là một năm khá khó khăn về rất nhiều mặt, đó là quan hệ xã hội, gia đình và công việc. Các anh chưa có thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của đại hạn 10 năm, là 10 năm liền có những cái trúc trặc ở trong công việc cũng như là mọi điều, nên các anh nhớ cẩn thận ha. Nếu không muốn là mình phải chịu đi giải quyết, ở tuổi các anh là khá lớn rồi, mà mình mà có vấn đề gì thì ảnh hưởng đến con cái và cái sự nghiệp của mình gây dựng lại rất khó khăn ha. Rồi, đó là phần tử vi. Còn về vận hạn của 6 tháng đầu năm đối với tuổi của các anh là sẽ ra sao thì như đã biết thì tháng giêng của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Bính Dần, hôm nay đã là ngày 25 của tháng Bính Dần rồi, thì nó cũng sẽ có những cái điều tốt đẹp và không tốt đẹp để mình xét xem nó sao. Nếu tháng Bính Dần là gốc hỏa, như vậy mệnh là hỏa
gặp tháng hỏa là cùng hàng, tốt cho sức khỏe, may mắn cho bổn mạng. Tốt. Thiên can bính giáp là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Công việc của tháng giêng rõ ràng không có vấn đề, vì khởi động của một năm đầu tiên thì những cái vấn đề nó không có phát sinh nhiều. Địa chi Dần Thìn thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, như vậy về phần gia đạo và các mối quan hệ cũng không có việc gì. Rõ ràng là tháng giêng các anh trải qua từ đây đã sắp hết tháng rồi, thì các anh cũng thấy rằng nó cũng không có chuyện gì là quá lớn lao đối với tuổi của các anh. Tiếp đến là tháng 2. Tháng 2 của năm Kỷ Hợi là tháng Đinh Mão, một tiếp tục là một tháng gốc hỏa. Như vậy mệnh cũng giống tháng 1, là đồng hàng hỏa, may mắn cho bổn mạng và tốt cho sức khỏe. Thiên can đinh giáp cũng không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Cũng giống như là tháng giêng, công việc cũng chưa có vấn đề gì, không ảnh hưởng gì hết, tại vì không xung không gì hết. Mà thiên nạp âm ngũ hành của chữ đinh đó, của thiên can là hỏa, nạp âm ngũ hành của giáp là mộc, thuộc dòng tương sinh, mộc sinh hỏa, thậm chí là có sinh tài lộc, tốt. Tuy nhiên địa chi Thìn với Mão là thuộc nhóm tương hại, mà tương hại ở đây được hiểu là sự cản trở nhau, cho nên gia đạo và các mối quan hệ sẽ bắt đầu có vấn đề. Cẩn thận các anh ha. Tháng 2 của các anh thì chú ý gia đạo chút xíu, đừng có quá nóng nảy mà sinh ra những cái điều không tốt đẹp. Tiếp đến là tháng 3, tháng Mậu Thìn. Tháng Mậu Thìn thì thuộc mộc, như vậy mệnh mộc sinh hỏa, bản mệnh sẽ được tương sinh, tốt cho sức khỏe, thậm chí rằng đã là mình vừa được bản mệnh của năm tương sinh, bây giờ được bản mệnh của tháng tương sinh, thì bổ mạng của mình rất là tốt đẹp. Các cái phúc tinh tài tinh vì thế được hưởng lợi nhiều, đặc biệt là có tam đức, long đức, thiên đức và phúc đức sẽ được hưởng lợi. Tuy nhiên chữ giáp, thiên can chữ giáp nó khắc chữ mậu của tháng, thiên can tương khắc tháng, sẽ gặp nhiều khó khăn chống phá trong công việc, cẩn thận giấy tờ, đặc biệt là dễ hao tài, dễ mất tiền ai mượn tiền mình trong tháng này thì là ơn né, không có. Tháng anh các anh thì vốn dĩ là hướng ngoại mà sống vì bạn bè là nhiều, nhưng mà tháng này nên nghe lời vợ, không cho mượn đi là chắc cú ha. Địa chi Thìn gặp Thìn là tháng tuổi, mà tháng tuổi của cái hai đứa Thìn là thuộc nhóm tự hình. Ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu và quấy nhiễu bên mạnh. Như vậy là tháng này được cái bản mệnh tương sinh thôi, thiên can có vấn đề, địa chi có vấn đề, rất dễ mất tiền và ảnh hưởng đến gia đạo ha, các anh cẩn thận nha. Tiếp đến là tháng 4 âm lịch của năm Kỷ Hợi là tháng Kỷ Tỵ, tiếp tục là một tháng mộc, bản mệnh được tương sinh cũng giống tháng 3, tốt đẹp cho cái sức khỏe ha, còn các phúc tinh tài tinh thì được hưởng lợi. Thiên can thì tháng 4 tốt đẹp, chữ giáp nó hợp chữ kỷ. Thiên can thuộc ngũ hợp, đây là sự hợp uy chủ về chữ tính, sự tín nhiệm, tốt đẹp cho công việc, công việc làm ăn dễ, rất là dễ thuận lợi. Nếu như mà các anh làm ở trong quan vận tháng này là dễ được sếp tưởng thưởng hay là cái gì đó có lợi cho cái đường quan vận. Địa chi Thìn Tỵ thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung hợp, gia đình các mối quan hệ không có gì, ngon lành ha. Tháng đố nếu như vậy thì có thể nói là tháng 4 là tháng tốt đẹp nhất từ đầu năm, 6 tháng đầu, trong 6 tháng đầu năm của cái người Giáp Thìn Nam Mạng. Tháng 5 tiếp đến là tháng 5. Tháng 5 là Canh Ngọ. Tháng Canh Ngọ thì là tháng Thổ, như vậy mệnh là hỏa sinh thổ, bổn mệnh bị sinh sức tháng, sức khỏe có vấn đề, coi chừng mệt mỏi. Gặp năm nay là năm Thổ vượng, 2 tháng 5 và tháng 6 là cực thổ, mà cực thổ thì không tốt cho người mệnh hỏa. Các anh cần cẩn trọng, đặc biệt là tháng này là tháng nghỉ hè, các anh có đi hè thì né cái vùng núi cao ra ha, coi chừng có chuyện. Thiên can chữ canh nó khắc chữ giáp, thiên can bị tháng tương khắc, gặp nhiều khó khăn chống phá trong công việc, cẩn thận nếu không muốn dính đến đá tụ địch. Địa chi Ngọ Thìn thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương khắc nhau. Như vậy thì rõ ràng là
với cái thiên can bổn mạng bị sinh xuất. Là khi mà bổn mạng bị sinh xuất thì các phúc tinh và tài tinh hoặc là các cái sao như phúc đức và long đức nó sẽ không có tác dụng, nó sẽ dễ sinh ra rầy rà rối rắm. Nhớ các anh ha, có tháng tư tốt thì tháng năm lại xấu, đi lên đi xuống, các anh không có cái nào đi lên lên hết, thì rõ ràng đây là cái vấn đề của các anh ở trong năm nay. Tiếp tục là tháng 6 âm lịch là tháng Tân Mùi. Tháng 6 âm lịch của năm Kỷ Hợi là Tân Mùi. Tân Mùi thì cũng gốc thổ, như vậy mệnh của các anh cũng có vấn đề giống như tháng năm, các anh cẩn thận ha. Thiên can Tân Giáp, thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, như vậy cũng không có ảnh hưởng về công nghiệp. Thìn Mùi thì Thìn Tuất Sửu Mùi, Thìn Mùi thì nó nằm trong tứ hành xung, tuy nhiên là Thìn với Mùi nó xa nhau cho nên là cái sự xung khắc nó cũng không quá nhiều. Rõ ràng là cái với cái tháng 5 và tháng 6, tháng 4 được tốt đẹp đi, tháng 2, tháng 3 các anh được rối rắm, tháng 4 được tốt đẹp, tháng 5, tháng 6 thì cũng lại tiếp tục rối rắm. Rõ ràng với cái vận hạn của 6 tháng đầu năm, nó cũng báo hiệu rằng các anh không quá thuận lợi trong công việc, nên các anh cần cẩn thận nhiều hơn. Như vậy thì em đã tổng hợp xong cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi Giáp Thìn nam mạng của các anh. Vận hạn 6 tháng cũng đã được tổng hợp xong. Hy vọng rằng với những thông tin như thế này sẽ giúp được các anh nhu lại trong cái 6 tháng đầu năm của mình ở trong năm Kỷ Hợi này. Rất vui vì mọi người chú ý ra đón xem. Nếu mọi người thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ video cho nhiều người tuổi Giáp Thìn được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi ở YouTube, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái tử vi của các tuổi tiếp theo mà mình chia sẻ. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.